Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng và thật cảm động lúc này tiết lộ thông tin đức cha đương nhiệm giáo phận Vĩnh Long đã hành động âm thầm đầy tình yêu thương và tha thứ cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường lúc này. Thêm bản tin, một người con gái nuôi của cha Tường thuộc đạo Phật lên tiếng thật cảm động và nghẹn ngào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa quý vị ngoại đạo, ngay lúc này, sự việc cha Phêrô Nguyễn Văn Tường qua đời khiến nhiều người tiếc thương vô bờ, rưng rưng nước mắt khi nghĩ về ngài. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, câu chuyện về cha Tường vẫn là chủ đề để lại nhiều ý kiến trái chiều, kẻ bênh, người chống. Với những người công giáo, đa phần mọi người hiểu về biến cố của cha Tường kể từ năm 2014 bởi giáo dân suy nghĩ dựa trên giáo lý của Chúa và giáo luật. Tuy nhiên, với các anh chị, cô bác ngoài công giáo, chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi là cha Tường bị vạ tuyệt thông, cha Tường bị lên án, vân vân. Rất nhiều quý vị ngoại đạo vì yêu thương cha Tường mà tỏ ra bất mãn, thậm chí là xúc phạm, lên án giáo quyền ở Vĩnh Long. Sao mà vô tâm thế? Sao mà không tha thứ cho cha Tường? Sao mà không có những thông tin gì về việc cha Tường qua đời? Sao đức cha không dừng lễ an táng cho cha Tường, vân vân. Vì khác biệt về tôn giáo, mong quý vị thông cảm và tôn trọng những sự khác biệt này. Tuy nhiên, một việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn vừa qua của Đức Cha đương nhiệm giáo phận Vĩnh Long, Đức Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai có lẽ khiến quý vị suy nghĩ lại. Một tin thật bất ngờ và cảm động dành cho gia đình, những bệnh nhân ung thư hay những ai yêu mến cha Tường, đó là Đức Cha giáo phận trước đó đã tha thứ cho cha Tường. Tại sao lại khẳng định như vậy? Theo cha giáo tại Đại chủng viện, cha Phêrô Nguyễn Đức Thắng chia sẻ tin nội bộ giữa các cha nhắn cho nhau. Đức Giám mục Vĩnh Long đã nhờ một linh mục đang ở Đại chủng viện Cần Thơ đến ban bí tích sức dầu cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Điều này em nghe trực tiếp từ Đức Giám mục Phó Cần Thơ, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi. Trong nghi thức sức dầu có sẵn công thức giải vạ tuyệt thông cho người lâm tử. Như vậy, Đức cha đã tha thứ. Và vì khoảng cách địa lý lúc đó, ngài đã ủy quyền cho một linh mục hợp pháp và giải vạ cho cha Tường. Quý vị có cảm xúc gì khi nghe thông tin này, cảm thấy tuyệt vời và an ủi phần nào cho cha Tường không ạ? Thực sự là quá cảm động và nghẹn ngào. Đức cha đã vì tình yêu thương mà phút chót tha vạ cho cha Phêrô theo đúng tinh thần yêu thương của thầy chỉ thánh Giê-xu. Nhưng có lẽ chuyện của cha Tường là rất xôn xao. Nhiều ý kiến trái chiều nên giáo phận chưa công bố hoặc sẽ không công bố. Lưu ý, đây là một thông tin nội bộ và những lời chia sẻ của cha giáo Nguyễn Đức Thắng là hoàn toàn đúng sự thật. Lạy Chúa, ngợi khen Chúa đã soi sáng cho các vị mục tử. Như vậy, cha Tường đã được giải vả tuyệt thông tới 2 lần. Linh hồn cha Phêrô cũng được yên ủi lúc này. Thưa cộng đoàn, sáng ngày hôm nay, thánh lễ động quan cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã được cử hành lúc 9 giờ tại nhà thờ Rồng Lớn. Hàng ngàn người, trong đó có những người trong đạo ngoài đời, đã tới tham dự và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Phêrô. Bằng chứng là đoạn đường từ nhà cha Tường tới nhà thờ, đông kín người, chật kín cả dãy tường. Tường thuật về sự việc này, chị Nguyễn Trang Nhung, một nhà xuất bản sách đã được cha Tường nhận là con gái nuôi. Trong những ngày qua, chị đã túc trực bên giường bệnh và thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của cha cho cộng đồng biết. Chị nghẹn ngào chia sẻ. 11 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2023. Làm lễ cho cha, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường tại nhà thờ ấp Rồng Lớn. Tại đây, cha sở, nhà thờ ấp Rồng Lớn công bố việc cha Tường được giải vạ tuyệt thông trước đó và thực hiện nghi thức cầu nguyện cho một linh mục. Con gái đạo Phật nên chỉ biết niệm Phật và tụng chú vãng sinh hồi hướng cho cha thôi. Chị viết tiếp. Cha, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường, nhà khoa học chữa bệnh ung thư nổi tiếng đã về với Chúa. Con xin được đưa tiện cha là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường về với Chúa. Hạnh phúc của con là được cha nhận con là con gái của cha. Con gái xin được tiễn đưa cha từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ về quê nhà tại ấp Rồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh và chịu tang cha. Con cũng xin thông báo, cha con đã được giải vạ tuyệt thông từ mấy ngày trước. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sinh ngày 2 tháng 7 năm 1977 và mất vào lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ.
Trước đó, Ngài làm việc quá sức vì lo cho các bệnh nhân và bị đột quỵ. Thời điểm này, cha và các y bác sĩ của cha đang lo chữa bệnh ung thư miễn phí cho hơn 700 bệnh nhân bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano. Lời cuối cùng của cha là mọi người hãy đi đúng đường và tha thứ cho tất cả những kẻ lầm đường, dựng chuyện nói xấu hãm hại cha. Cha đã về với Chúa. Con đường của cha là buông bỏ yêu thương cho không. Cha đã hồi sinh biết bao cuộc đời của các bệnh nhân ung thư đã cận kề cửa tử bị bệnh viện trả về. Vô cùng thương tiếc tiễn đưa cha, nhà khoa học vĩ đại trong lòng của con, A-di-đà Phật. Mới đây, cha Giuse Nguyễn Duy Tân, một linh mục cương trực nói thẳng, nói thật, Ngài là vị linh mục thường xuyên trao đổi và tới thăm, vận động viên cha Tường lúc sinh thời. Cha Tân vừa công bố một sự thật nhằm lấy lại thanh danh cho cha Tường lúc này. Cha Tân viết, ngày 3 tháng 11 năm 2023, nếu Kitô hữu nào cũng sống yêu thương người một cách cụ thể bằng những hy sinh thiết thực như cha Tường, thì đạo Chúa, đạo của tình yêu thương sẽ phát triển mà không cần nhiều lời giao giảng. Hiện nay, đạo Chúa có quá nhiều lời giao giảng, nhưng những gương sống động như cha Tường không có nhiều, nhất là những người có gương yêu thương này lại bị kết án chỉ vì vấn đề đúng sai. Nên suốt cả thập kỷ qua, tỷ lệ người theo đạo yêu thương này chẳng tăng lên bao nhiêu, thật đáng tiếc. Theo Nguyễn Chính Kết, còn tôi, cha Tân, đã từng phỏng vấn cha Tường như sau. Cha có tin vào bí tích giải tội hay không? Cha đã từng đi xưng tội bao giờ hay chưa? Cha Tường từng trả lời, thưa cha, con tin chứ, con đã từng đi xưng tội nhiều lần. Cha nào đã từng giải tội cho cha Tường thì lặng chứng giúp. Tuy nhiên, Ngài phê bình những ai quan niệm bí tích giải tội một cách máy móc y như cái máy giặt với bột giặt Omo mà không cần ăn năn, thống hối và đền bù thì chẳng ăn thua gì. Cha có tin vào kinh tín kính hay không? Thưa cha, con tin hoàn toàn kinh tín kính. Cha Tân viết tiếp, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường đã từ trần về với Chúa vào lúc 3 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2023. Xin mọi người cầu nguyện cho cha được an nghỉ trong lòng Chúa thương xót. Thánh lễ an táng tại nhà thờ Rồng Lớn vào lúc 9 giờ thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023 hết trích. Như vậy có thể kết luận, có lẽ cộng đồng Công giáo đã hiểu sai về cha Tường khi Ngài nói tới bí tích hòa giải. Theo cha Tân, chương Ngài không phủ nhận bí tích hòa giải trong đạo. Một linh mục giảng lời Chúa thì việc tin, xác tín và ban bí tích giải tội thường xuyên là điều đương nhiên. Nguyện xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và đón nhận linh hồn cha Phêrô và ban ơn nâng đỡ tới gia quyến, đội ngũ cộng sự của Ngài lúc này. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.